Tôi không ngờ. Tôi không ngờ. Tôi thật không ngờ. Tôi không ngờ. Tôi không ngờ. Có thể chúng ta không lạ gì với việc chó bị đánh cắp, giết mổ hay làm thịt. Nhưng tôi không biết. Tôi không biết. Tôi không hề biết. Tôi không biết. Hàng năm, hơn 5 triệu chú chó đã bị giết mổ để lấy thịt tại Việt Nam. Trong số đó, có rất nhiều chú là chó lậu hay là những người bạn thân thiết của những gia đình. Chúng bị nhốt chật kín trong lồng sắt và bị vận chuyển qua nhiều ngày, qua nhiều điểm tập kết, hết vệ sinh. Điểm đến của những chú chó là lò mổ hay những quán thịt chó, nơi mà chúng bị giết một cách dã man. Có lẽ bạn không biết về một đường dây có tổ chức với quy mô lớn như vậy. Và những nỗi đau đớn mà các chú chó đang phải chịu đựng. Đây là hành vi phi nhân đạo và buôn bán chó lậu là một hành vi vi phạm pháp luật. Bây giờ bạn đã biết. 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 Bây giờ thì chúng ta đã biết. Việc này đáng bị lên án và cần phải chấm dứt. Vậy nào, chúng ta hãy cùng ký tên trên website của Bảo vệ chó .org để cùng trình lên chính phủ xin ban hành quy định về phúc lợi động vật. Hãy cùng Liên minh Bảo vệ chó châu Á chấm dứt vấn nạn này.